hiện tại thì tôi đang làm nhóm trẻ tư thục tại thành phố Điện Biên Phủ. Từ khi sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Điện Biên, tôi chưa bao giờ cảm thấy là Điện Biên có một cái không khí nó nóng như bây giờ và nó náo nhiệt như bây giờ. Không chỉ riêng đối với bản thân tôi mà còn đối với lại tất cả các đồng chí cán bộ giáo viên ở đây thì chúng tôi cảm thấy rất là hào hùng và rất là nhiệt liệt. Ngoài ra thì chúng tôi cảm thấy tự hào vì mình được sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Điện Biên. Mặc dù là các cháu còn rất là nhỏ, tuy nhiên là các cháu rất là hào hứng. Có những cháu 5:30 sáng đã gõ cửa ở trường học để mà đến tham gia cổ vũ động viên tất cả các chiến sĩ. Thực sự là đối với chúng tôi, người dân của Điện Biên cảm thấy rất là thương các đồng chí cán bộ chiến sĩ. Có những hôm mà các đồng chí đi qua, tôi không hiểu được rằng đấy là các đồng chí đang tập luyện, đang rèn luyện, đang cống hiến vì đất nước, hay là các đồng chí đang tắm nữa. Thực sự là khi mà nhìn thấy mồ hôi của các đồng chí rơi mà chúng tôi là những người dân, chúng tôi cảm thấy rất là thương. Nhưng ngược lại thì cái lòng tự hào và cái lòng hãnh diện cũng như cảm ơn các chiến sĩ chúng tôi dành cho các đồng chí cán bộ chiến sĩ rất là nhiều.